À, xin kính chào các bạn yêu cờ trong ngày hôm nay thì kênh học của tuần này sẽ gửi cho các bạn một cái số cái tình huống mà chúng ta có thể chơi được khi mà bên chúng ta đi vào đầu tam binh ấy mà bên hậu người ta không đi vào những biến hóa thông thường như là bình phong tam binh hoặc là tam bộ hồ mà đỡ bằng cái biến hóa là tuần hà pháo đây không phải là một biến hóa chính thức được coi là mạnh nhất của bên đen nhưng mà nếu mà các bạn không biết chơi thì thực ra là cái bố trận này thì khiến cho bên đỏ cũng khá là có thể khó công được thì chúng ta xem khai cuộc này như sau Đầu tiên chúng ta đi bên đỏ sẽ đi pháo 2 bình 5, à bên đen mã 8 tiến 7 mà bình bàn tiến 1 ép bên đen phải đi vào trận bình phong tam binh. Anh à, thì họ đi xe 9 bình 8, chúng ta lên mã bình thường. Thì tới đây theo những cái phương án cờ bình thường ấy thì bên đen người ta hay đi cái biến hóa là bình 3 tiến 1 để vì sau hình thành bình phong mã thì cái biến hóa này nó sẽ bên đỏ các bạn nhìn thấy hình cờ tới đây sẽ có khá nhiều phương án như là mã 8 đến 9 đây là cái biến hóa mạnh nhất hoặc có thể đi nước cờ là pháo 8 bình 7 hoặc là pháo 8 đến 4 cũng được. Nhưng mà chúng ta trở lại cái hình cờ ở đây thì khi chúng ta đi 2 tiến 3 theo bố cục thông, thông thường ở đây thì bên đen người ta tiến còn vào 8 tiến 2. À đây là một cái hình cờ mà các bạn sẽ thấy nhiều ở các cái, cái kỳ thủ giang hồ người ta hay đánh như vỉa hè. Cũng không phải là một hình cờ nó dễ đi dành cho bên đỏ nếu chúng ta không biết cách đánh. Thì cái ý tưởng của Tuần hàng pháo ở đây thì nó sẽ dọa khá nhiều cái đường có thể bình qua lộ 7 bình qua đường 9 tạo ra những bất ngờ dành cho bên đỏ nếu mà chúng ta không xử lý chính xác thì dễ bị bên đen phản tiên thì do họ đi đất cờ tiến pháo 2 vào tháng tiến 2 đến đây thì ý tưởng là bình qua những cái đường 7 đường 9 thì chúng ta sẽ đi đất cờ là mạng 8 tiến 9 luôn để chúng ta tránh trước cái đường nhòm ngó vào đường 9 hoặc là lộ 7 của bên đỏ đi thì hình cầu từ đây là bên đỏ bên đen thường là sẽ có bốn hướng đánh một là có thể lên bình phong tròn lên bình phong mã đấy tức là mã 2 tiến 3 hoặc có thể ở 8 bình 9 hoặc bình 3 tiến 1 hoặc là bình 1 tiến 1 để mở lộ cho con mã 2 tiến 1 lên và không cho con mã của chúng ta phát triển thì chúng ta sẽ nghiên cứu cả bốn phương án này. Thì trong video ngắn ngày hôm nay thì mình cũng giới thiệu qua cho các bạn một số tình huống thôi. Đầu tiên nếu mà họ đi nước cờ tiến con tốt lên đây để ám phục cái thủ đoạn là không cho chúng ta khởi con mã ở lộ 9 đấy thì chúng ta sẽ xem 1 bình 2 thôi. Ở đây thì họ sẽ lên A 1 và chúng ta dâng xe 9 1 lên hoành xe để chiếm những cái lộ quan trọng như là lộ 46. Họ tách vào 2 bình 3 để có thể mượn đường để ra xe 1 bình 2 đấy. Thì chúng ta sẽ tiến con pháo xuống đây ngay. Chúng ta bắt họ phải liên tượng và ra xe 9 bình 8. Ở đây thì à, bên đen cũng xe 1 bình 2 thì chúng ta đơn giản là xa tiền 4 thôi chúng ta lên điểm cao nếu tách cất pháo qua thì chúng ta đơn thì cũng không lo, lo ngại các bạn nhìn thấy ở đây là bên đen nếu mà họ đi nước cờ là bình pháo qua đây dọa đánh tượng ấy thì chúng ta không lo ngại mất tượng chúng ta có thể đánh đơn giản như là quật pháo trừ tướng ngay mã không thể ăn lên được bắt họ phải lên sĩ và tiền xuống đây mã 7 thoái 8 ở tới đây thì chúng ta có thể đi mã 3 tiền 4 cũng được nhưng mã 3 tiền 4 thì à, nếu mà sức người đánh thì nó sẽ dễ bị công một đường tượng thì chúng ta đơn giản có thể gác tượng lên để hình cờ này là hình cờ bên đỏ thì vẫn chiếm được cái tiên thủ. Còn ở đây trong trường hợp họ đi đất cờ à, bình 3 tiến 1 ở đây thì phương án này chúng ta đơn giản xem một bình hai thôi thì có hai nhánh đánh tiếp dành cho bên đen một là họ có thể đi là mã 2 tiến 3 hoặc là đi pháo 2 bình 5 hình thành nghịch pháo luôn nếu mà họ đi nghịch pháo ấy thì chúng ta nhận thấy là cái bộ uh, mã xe đấy ở bên hành lang cánh của họ thì đang tạm thời chưa xuất động thì đây là một điểm yếu trong hình cờ là chúng ta có thể đi một lớp cờ Với áp lực ngay đó là phương án uh, pháo 8 tiến 6 lên để khống chế cái đường mã này để họ dâng xe lên chúng ta có thể xe 9 bình 8 à, bên đen ấy, nếu muốn giải phóng trận hình ấy, khỏi những cái bế tắc trong hình cờ họ bắt buộc phải đi xe 8 tiến 1 để để hội đồng con pháo đỏ của chúng ta chúng ta có thể thoái về đây các bạn nhìn thấy khi chúng ta thoái về đây ấy, thì chúng ta đang đe dọa cái đường cờ là pháo tám bình ba để bắt tượng của họ và bắt mã của họ tranh tiên thế đây có hai biến một là họ phải chạy mã trước là mã đến ba hoặc là đóng con pháo tám bình năm vào ngũ để mời đấu cây giả sử họ đi pháo tám bình năm ở đây thì chúng ta cứ vật qua đây thôi chúng ta vẫn đe dọa tượng của họ ở đây họ đấu thì chúng ta thoái về Tới đây thì bắt buộc họ phải lên mã 2 tiến 3 rồi, chúng ta đơn giản quật tượng thôi. ép lên sĩ và chúng ta thúc con bình 3 tiến 1 xuống thì các bạn thấy hình cờ tới đây là bên đỏ ưu thế rõ ràng rồi. Và còn trong một tình huống khác, họ không đi nước cờ là 8 bình 5 mà đi mã tiến 3, tránh trước đòn thì chúng ta vẫn vật qua đây. Thì các bạn nhìn thấy hình cờ này vẫn là một hình cờ ưu thế dành cho bên đỏ, còn trong trường hợp trong cái tình huống này họ không đi đóng pháo 2 bình 5 thì thành nghịch pháo mà vẫn phát triển mã theo cái lệ thờ hưởng là phương án mã 2 đến 3. Thì chúng ta có thể đi như sau, chúng ta có thể dâng con xe 9 tiến 1 lên, hoành xe. À, bên đen có mở pháo ra để ra xe 1 bình 2 đấy. Thì chúng ta tách con pháo qua đây trước, chúng ta tránh trước đòn của họ đi. Và chúng ta đang đe dọa cái đường cờ là binh 7 tiến 1 để công cái đường mã đen. À, xe 1 bình 2 chúng ta vẫn đấm binh 7 thôi. Ở đây thì họ bắt buộc phải chạy mã đi rồi. Có hai đường, một là mã 3 tiến 2 hoặc mã 3 tiến 4. Giả sử họ đi mã 3 tiến 4 ở đây thì chúng ta có thể ăn chúng ta di chuyển ở xe 9 bình 6 chúng ta bắt con mã này thì họ phải thoái về rồi. Thoái về thì chúng ta không vội vàng ăn tốt lấy ngay, chúng ta phải tiến lên đây. Bắt pháo họ và chúng ta sau đó thì chúng ta mới ăn tốt lên những bạn hình cờ này vẫn là một hình cờ ưu thế rất lớn rồi dành cho bên đỏ còn trong tình huống cờ thứ hai ở đây họ đi ra cờ mã 3 tiến 2 ấy, ấy Theo tình huống này Để chúng ta đơn giản ăn tốt qua đây thôi Họ phải chạy mã rồi mà họ sẽ chạy vào cái đường Rất có thể là sẽ đi mã 2 tiến 1 Để bắt pháo tranh tiền của chúng ta Thì chúng ta ra xe 9 7 chúng ta đỡ cái hình này Ở đây nếu mà họ ăn mã 1 tiến 3 chúng ta ăn lên thôi Và chúng ta khống chế được cái đường 7 Rất là mạnh về sau chúng ta còn xe này hậu công còn tốt Nó xông lên thì bên đen thì chống đỡ rất là mệt còn sau đó thì ở đây họ sẽ không ăn pháo ngay mà sẽ đi một nước cờ chậm củng cố trung lộ trước bằng phương án tượng 7 đến 5 thì chúng ta có thể tách con tốt qua ở đây nếu mà họ dâng xe lên đây để bắt con tốt 7 nhé bắt tốt 3 ấy thì chúng ta có tiến xe lên đây giữ quân luôn bình bắt tốt này thì chúng ta bỏ tốt luôn chúng ta tách con pháo qua đây họ ăn chúng ta ghim xuống đây các bạn thấy chúng ta đang có con pháo đáy rất là nguy hiểm họ muốn chống được cái đường này thì họ có thể sẽ phải bình xe qua bởi các bạn nhìn thấy đứng yên hình ấy, chúng ta có thể đi một nước cờ tiếp theo là xe 7 tiến 5 công vào pháo tượng thì rất là mệt họ chuyển qua ta chạy qua đây thôi nếu mà giật về ta giật đây còn nếu giật tiếp xe 8 tiến 1 lại chúng ta để vật qua đây đấy các bạn nhìn thấy hình cờ này là bên đỏ ưu thế tương đối lớn thôi còn trong một tiếng huống cờ khác, ở đây họ đi nước cờ là pháo 8 bình 9 ấy. Thì đây là một nước cờ không được sự tốt thì mình cũng giới thiệu sơ qua cho các bạn có thể xem cái biến hóa này. Ở đây thì ở chúng ta đơn giản chúng ta ra xe đây thôi. Đấu cây chúng ta ăn đi. Bên này đấm binh một đấy lên để không cho con mã phát triển thì chúng ta đơn giản thức con binh một lên thì pháo của họ bắt chạy và sau khi pháo họ chạy ra thì chúng ta nhận thấy là họ mất rất nhiều tiên để đi những đường pháo này và hệ thống quần của họ thì rõ ràng từ đây thì bên đỏ rất dễ đánh rồi như vậy là trong cái video ngắn này thì mình cũng giới thiệu qua cho các bạn tại vì có rất nhiều bạn ở trên nhóm học cờ có nói là phương án phá đồ tam bình ấy mà họ đi nước cờ tuần hà pháo này cũng khá là khó chơi và xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video tới